chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ không làm về chủ đề make up, cũng không làm về chủ đề review công nghệ xàm xí của mình, cũng chẳng làm về chủ đề đồ ăn nhạt nhẽo. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về chủ đề skin care. Mình muốn review một cái sản phẩm skin care cho các bạn mà thời gian vừa qua mình đã sử dụng. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là thời gian qua mình đã sử dụng sản phẩm như thế nào. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ mình đang quay với các bạn bằng camera thường, mà các bạn cũng thấy được là da mình nó sẽ có một cái độ bóng và căng căng, đúng không? Thì các bạn có tò mò là mình đã sử dụng sản phẩm nào mà làn da của mình nó đã trở nên được cấp ẩm, cấp nước và không có bị khô da như mấy lần trước mà mình swatch cushion cho các bạn, đúng không? Thì nếu như các bạn quan tâm thì hãy xem hết video này nha. Mà khi ngày hôm nay mình ngồi mình làm cho video cho các bạn á, thì chắc chắn là những bạn nào mà là sub của kênh mình á, thì các bạn có thể thấy được là những cái video trước mình review làn da của mình nó sẽ như thế nào, và video này mình review thì da của mình nó sẽ như thế nào. Thì mình có thể quay gần lại cho các bạn xem làn da của mình bây giờ. Và không biết mình có một cái bí quyết gì mà để cho mình có một cái làn da được căng bóng như vậy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video luôn nha. Một buổi quay video mà ánh sáng mình cảm thấy rất là ưu ái cho mình. Thì thật sự mình thấy cái ánh sáng nó hợp với mặt của mình, và nó làm cho da của mình trở nên đẹp hơn, và cái góc cảnh, cái khung cảnh quay nó cũng sẽ trở nên đẹp hơn. Thì bây giờ là mình đang quay buổi tối lúc 6 giờ mấy, nên là cái ánh sáng nó chiếu như vậy thì mình đã thấy rất là đẹp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không để video dài dòng hơn, thì mình sẽ muốn khoe với các bạn và muốn review cho các bạn một cái dòng sản phẩm mà vừa thời gian qua mình vừa sử dụng. Và thật sự mình thấy, và không chỉ riêng mình mà chắc chắn những bạn mà xem video của mình sẽ thấy cái làn da của mình nó thay đổi như thế nào. Là mình mới vừa nặng mụn một tháng đến tới thời điểm này là một tháng rồi, và mình đã có quay lại cái quá trình mà mình nặng mụn xong mà mình chăm sóc da mụn của mình sau khi nặng mụn. Thì cái video đó chắc là sẽ lên sau cái video này đó, nên là nếu các bạn xem video này và thấy thích thì hãy like và subscribe cho kênh channel của mình, và để chúng ta sẽ có thể gặp nhau trong cái video tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ cái cách chăm sóc da sau khi nặng mụn như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn về cái sản phẩm mà mình muốn nói tới ngày hôm nay. Đố các bạn biết gì không nè? Thì trên tay đây của mình đó là một set Air Set Serum dưỡng da của nhà i20 nha. Tên là i20 Gold Sika Ambu, có nghĩa là cái tên đầy đủ của nó khá là dài. i20 Gold Sika Ambu, mình đọc đầy đủ cho các bạn để những bạn nào mà muốn kiếm thông tin về em này có thể search ra nha. Thì cái sản phẩm này là mình mới vừa được hãng gửi cho mình để được trải nghiệm, và cũng thật sự là một cái rất là tình cờ và rất là may mắn. Do là trước khi mình nhận cái sản phẩm này là mình đã đi nặng mụn rồi, mà mình cũng đâu có biết được là mình được nhận cái sản phẩm này đâu. Thì mình hên là một trong số những bạn may mắn để nhận được phần quà này của Đẹp 21 tặng cho mình cái sản phẩm i20 để mình trải nghiệm về cái dòng sản phẩm này. Thì cái dòng tự đã cảm ơn Đẹp 21 đã gửi sản phẩm này đến cho mình để mình có những trải nghiệm thật tuyệt vời và chia sẻ được với nhiều bạn đang có tình trạng bị mụn giống như da của mình. Thì thật sự cảm ơn Đẹp 21 rất nhiều đã tặng cho mình cái set i20 này, và giống như mình cảm thấy là mình tìm được một cái chân ái của cuộc sống vậy đó. Thì nói chung là chắc chắn cái video này của mình nó sẽ khách quan về cái sản phẩm này thôi nha, và tại vì mình đã trải nghiệm nên là mình sẽ có những cái nhận xét khách quan nhất cho cái sản phẩm này, nên là các bạn yên tâm là không phải vì tôi được là người may mắn tặng quà mà tôi nói cái dòng sản phẩm này khen hay là chê. Nói chung là mình cái nào ưu điểm mình sẽ nói và khuyết điểm mình cũng sẽ nói luôn, nên là các bạn yên tâm về cái vấn đề đó nha. Nào mà thuộc về da bị mụn thì chắc chắn là phải nên xem video này nha các bạn. Thì cái em này là chuyên về dòng dưỡng da cho những bạn mà da bị mụn nhạy cảm, giống như làn da của mình là đang bị mụn. Thì mình đã sử dụng em này được 3 tuần rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói đi chi tiết từ ở bên ngoài và bên trong nha. Thì ở ngoài cái lớp vỏ của nó sẽ được làm bằng màu vàng gold nha các bạn. Nên là nhưng mà mình có một điều mình không thích là cái vỏ ở ngoài nó có vẻ là nó hơi èo ụt, và rất là dễ, nó sẽ rất là dễ bị móp méo nha. Mình cảm giác nó rất dễ bị móp méo, và nó làm bằng cái chất liệu giấy cũng hơi mỏng, và đặc biệt là mình có thể thấy được những em thấy được sản phẩm bên trong nhưng mà nó không hề có một cái lớp màng bảo vệ nào hết, thì mình có thể chạm tay vô được cái sản phẩm luôn, được chạm tay vô được cái serum ở bên trong. Có một cái khuyết điểm nho nhỏ về cái mặt ngoại hình của nó thôi, nhưng bây giờ mình sẽ đi vào sau bên trong nha. Thì đi vào bên trong thì kết cấu nó lại thay đổi hoàn toàn luôn. Là mình đây một set em này ra, thì nó sẽ không có dễ rớt đâu nha các bạn. Thì cái lọ này là một cái lọ thủy tinh 10ml, đây trên đây mình đây là cái lọ thủy tinh 10ml,
Đây mình lấy ra cái loại thủy tinh nhỏ bé như thế này. Thì mình xài em này được 3 tuần thì bây giờ nó đã vơi đi gần một nửa rồi. Vơi đi hơn một nửa rồi các bạn thấy không? Mình xài em này được 3 tuần và mình trải nghiệm nó được 3 tuần. Và để ngày hôm nay mình có thể đặt máy quay ngồi lên và video và chia sẻ cho các bạn. Nên các bạn chắc chắn hãy yên tâm về những cái gì mà mình review ngày hôm nay nha. Em này có dung tích là 10ml và một set như vậy là mình sẽ có được 5 chai. Thì cái loại này là cái loại thủy tinh phù hợp với những chị em mà hay đi du lịch đó. Mà mình muốn dưỡng da thì mình không phải chiết ra những cái chai nhỏ hơn. Thì mình có thể đem một em này đi theo thì rất là tiện lợi luôn cho cái những bạn mà thích hay đi du lịch mà vẫn muốn được dưỡng da trong cái thời gian mà mình đi du lịch. Thì một set này là giá ở trên web bán là 301 nha các bạn. Giá 301 mình sẽ để link mua hàng ở phía bên dưới. Nếu những bạn nào quan tâm thì có thể link ở dưới phía bên dưới. Mình sẽ để đầy đủ ở dưới thông tin bên dưới. Ok, em này một ngày mình sử dụng 2 lần lần các bạn. Sáng và tối mình ghiền quá, mình sử dụng 2 lần một ngày luôn. 2 lần một ngày luôn là sáng với lại tối. Sáng ngủ dậy là bắt đầu mình làm các bước skincare toner, xong là mình quất em này liền. Xong rồi tối cũng y chang, nói chung là không thể thiếu em này. Tại vì đối với một cái đứa làn da khô như mình mà kiếm được cái sản phẩm mà cấp ẩm thì mình sẽ thấy nó như là một chân lý của cuộc đời của mình vậy đó. Mình cảm thấy giống như là cuộc đời mình như được cứu vớt từ một cái gì đó tận cùng của xã hội mà nó có thể vớt lên được một tí xíu á. Thật sự là ngày hôm nay mà khi mà mình ngồi ở đây á, những bạn nào mà xem mình á thì chắc chắn sẽ thấy cái sự thay đổi của làn da của mình luôn. Nên là chắc là bây giờ mình sẽ nói sơ nha. Thì em này á, trong em này á có hai cái thành phần chính là thành phần gold vàng 24K đó các bạn và Sika. Thì các bạn nhìn kỹ nè, mình xài gần nửa lọ, gần hết luôn rồi đó. Là mình xài 2 lần một ngày á là cũng khá nhiều quá chứ bộ. Mà nó vơi đi không có nhiều mà 3 tuần luôn á các bạn, ngày nào mình cũng sử dụng luôn mà nó vẫn còn được nhiêu đây. Có nghĩa là cái lọ này xài rất là lâu. Nó có chia cho các bạn 7 bật để xài trong 7 ngày, nhưng mà mình có thể là mình tiết kiệm, mình xài lâu hơn thì mình xài tới đây là 3 tuần thì mình mới dám ngồi đến đây review cho các bạn. Tại vì thật sự nếu như nó không tốt thì chắc không có video này hôm nay đâu. Thì các bạn có thấy được những cái tinh thể vàng nhỏ nhỏ trong em này không? Đây, những cái tinh thể vàng nhỏ nhỏ đây nè, ở trong em đó đó. Đó, nó là vàng 24K. Thì trên hãng mình thấy ghi là 98,5% là được chiết xuất từ vàng 24K. Nó có cái vàng 24K là nó đã nổi trong một cái thời gian vừa qua rồi. Hầu như cái vàng 24K đã được rất là nhiều hãng đã cho em nó. Và em nó có vàng 24K nó cực kỳ tốt. Nó có thể là tăng sản sinh collagen cho làn da của các bạn và tăng cường hệ miễn dịch. Nói chung là làm cho da của mình trở nên có sự đàn hồi và trở nên khỏe hơn nhờ em vàng 24K này. Và có tác dụng là làm liền các vết sẹo. Nói chung là làm liền các vết sẹo và sáng da. Nhưng mà cái vết sẹo thì mình nghĩ là nó rất là khó để mà có thể mà liền được. Nên là cái đó thì có thể là lâu dài thì mình sẽ phải xài lâu dài thì mình mới có thể biết được. Còn cái việc mà sáng da thì mình thấy là có và có cái độ săn chắc của cái làn da của mình. Thì bây giờ mình quay cho các bạn thì các bạn cũng thấy được cái da mặt của mình nó đã có sự thay đổi nè. Nó có căng căng bóng bóng nè các bạn. Mình chỉ sử dụng em này vào mỗi tối dưỡng da thôi. Tại vì da của mình là thuộc diện da cực kỳ khô luôn. Nên là khi mình dùng mỹ phẩm á là da của mình nó sẽ rất là dễ bị móc phấn. Và mình tiếp muốn nói đến nó là cái thành phần thứ hai là thành phần Sika. Thì nó được gọi là được chiết xuất từ cây rau má. Thì cái loại mà cây rau má thì cũng đã rất là nhiều những hãng khác đã cho cái gọi là cái nguyên liệu về cây rau má, cái tinh chất cây rau má này vào trong những sản phẩm serum dưỡng da rồi. Thì cây rau má có tác dụng rất là tốt là cho những bạn mà da mụn, mà nó có tác dụng là kháng viêm cho làn da rất là tốt luôn, ngăn ngừa mụn cho làn da của mình. Và nó kháng viêm và đặc biệt là nó cũng cấp ẩm cao nữa. Hai cái tinh chất quá tuyệt vời trong một cái em serum nho nhỏ này á, thì thật sự là một cái điều gì đó rất là xứng đáng là để mua em này luôn các bạn. Tại vì mình đã sử dụng em này 3 tuần và mình đã thấy được cái làn da của mình nó có một cái sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là cái về cái độ ẩm á, cái nó cấp ẩm cực là cực kỳ tốt luôn nha. Mình cảm giác như làn da của mình lúc nào nó cũng sẽ ẩm ẩm. Khi mà các bạn thoa em này vào mỗi tối á, khi mà ngủ dậy á, các bạn sẽ thấy được làn da của các bạn nó căng, nó căng thôi chứ không phải là căng bóng. Và nó có cái gọi là có cái độ đàn hồi rất là tốt cho cái làn da của mình. Và đặc biệt là nó còn chống lão hóa nữa. Tại với cái độ tuổi của mình bây giờ thì bắt buộc là mình đã phải sử dụng những cái sản phẩm mà về lão hóa, và đặc biệt là bây giờ mình đã rất là quan trọng về cái vấn đề skin care cho làn da của mình. Chỉ là một cái đứa mà
thích makeup thôi, tại vì mình cũng dùng makeup nhiều nên là mình cũng không chú trọng trong cái vấn đề skincare, và có một cái thời gian mà mình đã bỏ qua cái vấn đề skincare luôn, do là mình đi làm quá nhiều nên là lúc đó mình cảm thấy là làn da của mình nó bị xuống cấp một cách trầm trọng. Nhưng mà khi mà làn da của các bạn nó đã bị xuống cấp trầm trọng như vậy rồi á, để lấy lại được một cái làn da như lúc ban đầu nó thật sự là rất là khó. Nên là những bạn nào mà đang trong tình trạng giống như mình thì cũng phải chịu khó skincare nha. Thì với cái độ tuổi này rồi, mình đã rất là quan tâm những sản phẩm nào mà thiên về chống lão hóa cho làn da, tại vì sau tuổi 25 là làn da của mắt mình nó sẽ bắt đầu lão hóa đi rất là nhiều rồi, nên là bây giờ mình đã phải sử dụng những cái sản phẩm nào mà có công dụng là về trị lão hóa, chống lão hóa, thì đặc biệt là những cái mà mình rất là quan tâm cho vấn đề skincare của mình bây giờ. Nên là thật sự thì mình mới có thời gian để chăm sóc bản thân và mình skincare cho làn da của mình, và mình cảm thấy là làn da của mình nó đã trở nên rất 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 là cải thiện nhiều luôn. Trộm vía là mình đã thấy được làn da của mình nó cải thiện rất là nhiều luôn. Nên là khi mà mình kiếm được cái sản phẩm này thì mình thật sự là mình cảm thấy là mình rất là vui trong lòng vì đã kiếm ra được một cái sản phẩm mà nó cấp ẩm tốt cho làn da của mình như vậy. Mình chỉ có một cái điều không thích ở em này á, là mình muốn á, là hy vọng là trong tương lai á, gần á, thì hãng sẽ cho mình hãng sẽ thiết kế em này ở dạng có cái nút bơm để khi mà mình sử dụng á, mình bấm ra cho nó dễ để mình không bị tốn quá nhiều treo khi sử dụng em này, tại vì em này cái kết cấu nó rất là đặc luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ em này ra tay cho các bạn xem nha. Đây, em này thì nó khá là đặc luôn, không phải là đặc quá mà nó cũng vừa phải thôi. Mình sẽ lấy một ít, thì khi các bạn lấy ra thì sẽ có những cái tinh thể vàng nó sẽ xuất hiện, nó cũng sẽ theo cái quá trình mà nó đi ra. Thì bây giờ mình sẽ thoa lên tay cho các bạn xem. Nó, khi mình thoa lên nó sẽ rất là mát luôn nha các bạn, có một cái độ mát nhẹ nhẹ, rằm dịu, và mình cảm giác rất là relax luôn. Và cái độ thấm của nó không phải là thấm quá nhanh, nó thấm vừa đủ để cho các bạn apply lên da, và các bạn massage nhẹ nhẹ để thư giãn, nó vừa đủ để các bạn có thể massage và apply lên da luôn. Bây giờ mình đó, nó không phải là vừa bôi lên một cái là nó thấm vô liền. Khi mà các bạn massage vừa đủ thì thời gian cho các bạn massage thì nó sẽ thấm đủ vô da của các bạn. Thì em này có một cái mùi cũng rất là dịu nhẹ thôi, nhưng mà mình cũng không biết cái mùi đó gọi là cái mùi gì, nhưng mà nó nhẹ. Nhưng mà thật sự là nói về cái mùi hương thì mình không thích mùi hương em này lắm. Mùi hương của nó rất là nhẹ, nhưng mà thật sự là nó không làm cho mình thích về cái mùi hương này cho lắm. Nó không phải là quá nồng hay là gì đó, nhưng mà nó có một cái mùi gì đó mà mình có vẻ là mình không thích cái mùi này cho lắm. Thật sự cái này chắc là cái mùi về dược mỹ phẩm á, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái mùi này thì mình lại không thích. Nhưng mà có những bạn nào mà có thể mà không nhạy về mùi hay là gì đó thì có thể bỏ qua về cái mùi hương của nó, tại vì nó cũng không phải là gọi là quá nồng hay là khó tới mức mà có thể ngửi, chỉ là mình cảm thấy mình không thích mùi hương em này một tí xíu thôi. Nên là tóm lại em này chỉ có cái khuyết điểm là về cái bao bì và cái việc mà đổ em nó ra không có cái bơm thì nó sẽ bị phí thôi. Với lại nó là thuộc dạng thủy tinh thì đối với những cái đứa mà hậu đậu như mình á, thì việc làm rơi rớt đồ là một cái chuyện rất là hiển nhiên luôn, nên là mình cũng rất là sợ. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không có tới mức mà dễ vỡ đâu, nói chung là mình chỉ sợ thôi, mình cũng sẽ cố gắng là kỹ hết sức có thể. Thì mình chỉ nói chung là mình tóm tắt về em này, về cái sản phẩm này mà mình đã trải nghiệm được trong một cái thời gian qua. Thì các bạn hãy xem cuối video, mình sẽ có sử dụng em đó, làm video sẽ có test em đó trên làn da của mình cho các bạn xem. Thì lúc mà mình làm cái video test đó cho các bạn xem thì lúc đó chắc làn da của mình đã mình xài được 2 tuần rồi, và làn da của mình đã sự thay đổi. Thì tới ngày hôm nay là mình làm video này thì đã là 3 tuần rồi, và 3 tuần là mình trải nghiệm em này rồi, nên là mình mới đặt ngồi đây và làm video cho các bạn rồi. Nên là mình muốn nhắn gửi đến với những bạn nào mà làn da bị mụn, mà đang kiếm sản phẩm dưỡng da mà dành cho da mụn á, thì nên sử dụng thử em này, nên sử dụng thử em này đi, vì có 301 thôi mà nó được tới 5 chai, một set 5 chai được, một set 5 chai, một cái 5 chai vậy thì xài rất rất là lâu luôn các bạn ạ. Đối với mình xài 3 tuần mà mình mới hơn có nửa chai thôi, thì các bạn mình vừa xài mà cũng không phải là tiết kiệm lắm nha, nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều, nên là thật sự nó đáng đồng tiền bát gạo. Nên là các bạn có thể mua về sử dụng và trải nghiệm em này nha. Thì đến cuối video rồi thì mình cũng có một phần quà nho nhỏ muốn gửi đến những bạn subscribe mình trong một thời gian vừa qua. Thì mình cũng có một món quà nho nhỏ là cái set này là gồm có 5 chai, thì mình sẽ giữ lại 2 chai, tại vì mình xài một chai gần hết rồi và mình vẫn muốn xài tiếp và trải nghiệm em này tiếp, thì mình sẽ giữ lại một chai, và 3 chai còn lại mình sẽ give away cho 3 bạn nào may mắn nhất, 3 bạn nào đã subscribe kênh của mình và may mắn nhất nhận được 3 phần quà này nha. Nhận được 3 phần quà này là 3 người may mắn nhất trong kênh subscribe, trong subscribe của mình. Thì mình muốn gửi một cái phần quà nho nhỏ, cũng như là mình
cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong một khoảng thời gian vừa qua. Mình cũng muốn là đem cái sản phẩm này lan tỏa đến những bạn bị mụn giống như mình, và cũng có thể được trải nghiệm, có thể những bạn học sinh không có khả năng mua, hoặc là vì một số lý do nào đó, nên là mình cũng sẽ muốn gửi món quà này đến cho ba bạn may mắn nhất ở kênh của mình, để chúng ta có thể cùng trải nghiệm sản phẩm này, và cũng để các bạn cũng có thể được trải nghiệm sản phẩm này giống như mình. Thì mình cũng hy vọng là ba người may mắn nhất kênh của mình sẽ được nhận phần quà bé nhỏ này của mình. Hy vọng là đó cũng là một phần để giúp cho chúng ta làm đẹp trong công tiếp tục làm đẹp và tiếp tục theo dõi mình trong thời gian sắp tới. Tắm rửa và gội đầu xong thì chuẩn bị đi ngủ. Thì đây là dàn da của mình đã skincare sạch sẽ rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tinh chất vàng, cái sản phẩm này cho các bạn xem ai hâm mưu trên da thực tế của mình nha. Mình đã xài nửa lọ rồi. Mình sẽ cho ra xài cái sản phẩm này. Khá là đặc. Giờ mình sẽ cho đây là da mặt của mình. Sau 3 tuần mình sử dụng, mình vừa đi nồng mụn về chắc được 1 tháng, mà mình sử dụng sản phẩm này được 3 tuần rồi. Đây là da thực tế của mình. Bây giờ mình sẽ cho sản phẩm ra tay. Ok, để cho sản phẩm ra tay. Mình xài một lần là như vậy với các bạn nhiều như vậy đó. Rồi các bạn bắt đầu massage nhẹ nhẹ cho tinh chất này thẩm thấu vào da nha. Mình có thể vỗ nhẹ nhẹ như vậy. Cái lỗ chân lông của mình nó được xe thích hoàn toàn. Hồi đó lỗ chân lông mình bự lắm, nhưng mà mình sử dụng bên này là mình đã thấy sự cải thiện. Xài được một tí xíu thì nó đã thẩm thấu không? Còn bây giờ thì bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên like và subscribe cho kênh channel của chục của mình nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video mới. Và hãy bấm nút chuông ở phía bên dưới để mỗi khi mình ra video thì các bạn có thể xem được video của mình. Xin chào.